bạn thân mến, bên cạnh bún, mì, hủ tiếu thì miến là một món ăn phụ được người Việt Nam rất thích. Chúng ta có miến nấu nước, thí dụ như miến măng, rồi miến với nấm. Hôm nay chúng ta sẽ thực hiện món miến xào thập cẩm. Để thực hiện được món miến xào, các bạn chuẩn bị như sau: 100g cà rốt thái sợi, 50g đậu cô ve cũng cắt sợi, 3 cái nấm đông cô cắt lát mỏng, 1 ít ớt chuông đỏ Đà Lạt cũng cắt sợi, 50g giá và 100g chả lụa chay. Gia vị sẽ gồm nước tương, hạt nêm chay, đường, dầu hào chay và một chút xíu muối. Dĩ nhiên, chúng ta phải có miến. Để nói về miến, Tuệ Vân có một số ý kiến như sau. Các bạn có thể mua miến tươi ở siêu thị. Hiện nay ở các siêu thị thường có miến tươi đóng gói. Tức là người ta đã làm tươi chứ không phải người ta phơi khô. Thành ra về nhà mình đỡ cái thời gian là mình phải ngâm cho miến nó mềm. Ngày hôm nay Tuệ Vân dùng miến này thì ở trong siêu thị thấy bán và chỉ thấy để miến tươi, thành phần miến có đậu xanh. Thấy vậy mà không biết thế nào. Tại vì Tuệ Vân không kiểm tra được là đậu xanh bao nhiêu phần trăm. Nhưng chúng ta có thể mua miến tươi cho tiện. Tất cả các loại nhân để xào miến đều cắt nhỏ hoặc là cắt mỏng. Rồi, bây giờ chúng ta bắt đầu xào. Các bạn để chảo nóng và cho vào chảo một ít dầu, khoảng một muỗng canh dầu. Một muỗng canh dầu thì không gọi là nhiều. Ở đây Tuệ Vân dùng khoảng 200g miến tươi. Một gói của nó khoảng 500g. Tuệ Vân dùng 2/5 gói. Rồi, thế khi mà dầu trong chảo nóng thì Tuệ Vân tắt bếp. Gia vị đầu tiên Tuệ Vân cho sẽ là một muỗng cà phê nước tương. Nhớ tắt bếp nhé. Một tí xíu hạt nêm. Một tí xíu đường. Một muỗng dầu hào chay. Như vậy Tuệ Vân nhắc lại, sau khi cho một muỗng canh dầu ăn, chúng ta sẽ cho một muỗng cà phê nước tương, một ít đường, một ít hạt nêm và một muỗng cà phê dầu hào. Giờ các bạn trộn đều. Chảo vẫn tiếp tục nóng. Và bây giờ chúng ta sẽ cho vào đây khoảng 50ml nước lạnh. 50ml thì không có nhiều đâu nhá. Các bạn hòa đều. Rồi các bạn nhìn thấy cái hỗn hợp này nó tan đây này. Sau khi cho gia vị phải không? Chúng ta sẽ cho 50ml nước lạnh. Và bây giờ chúng ta sẽ cho miến. Sợi miến thì dài lắm, các bạn có thể dùng kéo cắt làm 3, làm 4 để cho nó ngắn, dễ ăn. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đảo không lửa. Đảo không lửa trước nha. Khi chúng ta cảm thấy gia vị đã thấm vào trong cái sợi miến thì các bạn mở lửa thật nhỏ. Mở lửa rất nhỏ. Lửa riu riu sẽ làm sợi miến nó mềm và vẫn còn dai. Và chúng ta chỉ có phải sử dụng có 50ml nước thôi. À, các bạn nhìn thấy nhá. Phần miến mà tiếp xúc với nước á, nó mềm. Và miến đang bắt đầu nó mềm ra. Mềm mềm cái nó xìu xuống.
Rồi bây giờ Tuệ Vân sẽ đảo đều. Mình đừng có nóng ruột nha. Miến xào mà nóng ruột là một là nó bệt lại, hai là nó khô. Mình cứ từ từ mình đảo. Rồi, các bạn nhìn thấy miến nó bắt đầu nó dai nè, và nó mềm quặt xuống này vào không? Sợi miến trong hơn, mềm hơn và bắt đầu thấm đều gia vị. Lửa Tuệ Vân để rất là nhỏ, nhỏ lắm, nhỏ tới cái mức độ mà các bạn nhìn thấy là mình không, mình có cảm giác như là không có lửa luôn á. Các bạn cứ đảo, phải đảo chứ không có được ngưng. Ví dụ như giờ mình bận cái gì mình nói thôi, mình để cái bạn miến ở đây mình đi chừng 5 phút mình quay lại. Thế là bạn ở dưới này thì mềm, còn bạn ở trên thì cứng. Lát nữa các bạn làm, chúng ta làm cho cái sợi miến nó đều với nhau rất là khó. Còn bây giờ mình chịu khó tí xíu à, chừng 5 phút thôi là nó sẽ mềm. Và sợi miến rất khô, cũng không đọng nhiều dầu. Vì hồi nãy các bạn thấy không, chỉ có một muỗng canh dầu thôi, so với lại 200 gram miến thì không có nhiều. Sau 5 phút các bạn nhìn thấy những cái sợi miến này nó trong mà nó thấm đều gia vị luôn, không có sợi nào mà không có gia vị hết. Và không có nhiều dầu, đúng không? Vậy này là yên tâm không có nhiều dầu nè. Rồi, bây giờ Tuệ Vân sẽ lấy cái phần miến này cho vào tô. Bạn nhìn thấy cái chảo khô queo, không có dầu ha. Mà trong tô cũng không có nhiều dầu, bạn cứ để nguyên vậy. Tiếp tục cho một muỗng canh dầu ăn. Khi chảo còn đang nóng. Và bây giờ cái gì lâu chín thì mình xào trước. Các bạn sẽ xào nấm, nấm thì cũng tùy, các bạn có thể dùng nấm tươi hoặc là nấm đông cô khô á, các bạn ngâm. Bây giờ Tuệ Vân thấy rằng là cái nấm tươi nó sẵn, thành ra là mình xài nấm tươi cũng được. Thật ra thì nấm đông cô tươi không thơm bằng khô đâu, nhưng mà thôi mình dùng cũng không sao. Khi cho nấm vào, các bạn để lửa trung bình, không để lửa lớn. Khi thấy cái lát nấm nó bắt đầu nó khô khô và mùi thơm, có mùi thơm, thì mình tiếp tục cho cái gì? Cho đậu que. Vẫn để lửa trung bình. Xào khi chúng ta thấy đậu que trở màu xanh đậm vì cắt mỏng cho nên rất là nhanh chín. Chúng ta sẽ cho cà rốt. Cà rốt ăn sống được cho nên mình chỉ đảo tái thôi. Tiếp theo sẽ cho giá và chả lụa chung một lần. Thế bây giờ mình mới bắt đầu cho gia vị nào. Lửa vẫn để rất bé nhé. Các bạn sẽ cho vào đây khoảng một muỗng cà phê nước tương, nửa muỗng hạt nêm, 1/4 muỗng đường, một xíu muối, xíu thôi, và một muỗng cà phê dầu hào. Giờ chúng ta trộn đều. Nhớ trộn đều rồi mới mở lửa lớn nha. Đợi, khi gia vị đã đều rồi thì mình mở lửa thật lớn.
Đây các bạn nhìn thấy mình xào quả củ mà có ra nước không? Đâu có nước ha. Bây giờ tắt bếp. Phần còn lại là chúng ta cho ớt đỏ. Nếu ai thích có ớt xanh, ớt vàng các bạn cứ việc cho. Rồi các bạn không thích ăn những cái rau này, các bạn cho rau gì cũng được. Tùy ý, rau thì dễ, gia vị thì phải là như vậy. Ủa, mà mình đang làm miến xào phải không nào? Rồi giờ miến mình làm sao đấy? Mình có miến đây rồi. Chúng ta cho miến vào một cái tô lớn. Đây là lý do vì sao các bạn nói rằng cô ơi, cứ xào miến, miến dính lại một cục, nước thì lỏng bỏng, không ngon. Các bạn tải miến ra, các bạn cho nhân vào đây, không hề có nước ha. Rồi chúng ta sẽ trộn đều hỗn hợp này lên. Nếu ai khó tính sẽ nói tôi muốn học miến xào, còn của cô là miến trộn. Thật ra là Tuệ Vân xào đấy chứ. Chẳng qua là Tuệ Vân xào miến trước, Tuệ Vân xào nhân sau. Và thay vì đảo vào trong cái chảo nào thì Tuệ Vân để ở ngoài. Bây giờ các bạn nhìn thấy mình có một tô miến rất là ngon. Bây giờ chỉ việc xới múc ra tô thôi. Nếu nhiều quá thì chúng ta phải dùng găng tay và dùng tay để trộn, để cho những sợi miến này nó được trộn đều. Các bạn thân mến, như thế để xào một đĩa miến không khó và cũng không mất thời gian, nhất là các bạn có sẵn miến tươi. Các bạn có thể thay các loại rau quả củ tùy theo ý thích của mình. Tuy nhiên, gia vị thì nên theo cách của Tuệ Vân chỉ sẽ hấp dẫn hơn nhiều. Mong rằng các bạn sẽ có một đĩa miến xào thật ngon, thật vừa miệng. Xin thân ái chào tạm biệt và hẹn lại trong chương trình Vân Du lần sau.